Thưa quý vị và các bạn, các bộ ngành địa phương cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ dịch chuyển lao động, hỗ trợ các địa bàn còn yếu kém, đẩy mạnh liên kết thị trường việc làm giữa các vùng trong nước, tạo việc làm ở khu vực nông thôn miền núi để người dân có thể làm việc tại quê hương với mức thu nhập ổn định, người lao động hạn chế phải xa quê hương. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập vừa diễn ra vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ với điểm cầu Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thị trường lao động Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng, từng bước hiện đại, đầy đủ và hội nhập quốc tế. Theo đó, quy mô lực lượng lao động ngày càng tăng, nguồn cung được đảm bảo với trên 51,6 triệu người. Chất lượng lao động ngày càng nâng cao, tỷ lệ qua đào tạo tăng qua từng năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 26,2%. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong khu vực công nghiệp và dịch vụ. Vấn đề giải quyết việc làm được đẩy mạnh, góp phần duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước luôn dao động trong khoảng 2,2-2,3%. Các chuyên gia chỉ rõ, thị trường lao động nước ta còn chưa phát triển kịp với tốc độ và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tính thích ứng, chủ động, linh hoạt kém, nhất là trước những cú sốc như đại dịch COVID-19, đã bộc lộ những bất cập như áp lực giải quyết việc làm cho gần 2 triệu lao động rời khỏi thị trường lao động, tình trạng khan hiếm lao động cục bộ ở một số ngành, lĩnh vực, địa bàn còn tồn tại, chưa có giải pháp để nâng tầm, khai thác và thu hút lao động tại chỗ hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt lao động cho giai đoạn phục hồi và phát triển. Sự thiếu hụt các kỹ năng của người lao động để duy trì việc làm hoặc chuyển đổi hai nghề, thích ứng với tình hình sau đại dịch, thiếu cơ sở dữ liệu điện tử trong quản lý lao động, nhu cầu kỹ năng tương lai. Chăn trở về thị trường lao động, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặt ra hàng loạt câu hỏi vì sao. Vì sao một lực lượng lớn lao động chất lượng cao được đào tạo ở nước ngoài không muốn quay về nước làm việc? Vì sao thời gian gần đây có một số lao động thuộc khu vực nhà nước có xu hướng chuyển dịch ra khu vực tư nhân? Vì sao lực lượng lao động xuất khẩu của nước ta thu nhập bình quân thường thấp hơn một số nước trong khu vực, cạnh tranh quốc tế còn thấp? Vì sao người dân một số địa phương phải xa gia đình, con nhỏ, bố mẹ già, thậm chí là bỏ đất đai, ruộng vườn để đi làm ở nơi khác? Vì sao đời sống của một bộ phận công nhân ở các khu công nghiệp, thành phố lớn còn khó khăn, nhất là về vấn đề nhà ở? Vì sao vẫn còn những hiện tượng đình công ở một số khu công nghiệp? Vì sao kỹ năng người lao động Việt Nam còn thấp? Vì sao chúng ta cần chiến lược phát triển thị trường lao động bền vững khi thời điểm dân số vàng còn đang hiện hữu? Nhận thức của một số cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu một số cơ quan, bộ, ngành, địa phương, đơn vị về vai trò tầm quan trọng phát triển thị trường lao động còn hạn chế, chưa thực sự chủ động có giải pháp hiệu quả về đảm bảo và phát triển thị trường lao động bền vững. Công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển thị trường lao động chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của tình hình thực tế của thị trường, thiếu cơ chế chính sách đãi ngộ đủ hấp dẫn để giữ chân người lao động trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, nhất là còn những vấn đề bất cập về tiền lương. Nhiều doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa quan tâm đúng mức đến quyền lợi, đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Thủ tướng cho biết, mới đây Chính phủ đã triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội với quy mô 340.000 tỷ, khoảng 4% GDP, tập trung vào y tế, an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Những điều đó góp phần thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm để giảm tỷ lệ thất nghiệp, thúc đẩy thị trường lao động phát triển. Thời gian tới, để phát triển thị trường lao động, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, tăng cường liên kết thị trường lao động trong và ngoài nước. Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm, hệ thống giáo dục nghề nghiệp và lưới an sinh xã hội. Cùng với đó là nắm bắt nhu cầu phát triển thị trường lao động, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, xây dựng hệ thống quản trị thị trường lao động hiện đại, minh bạch, chú trọng đầu tư cả về cơ chế chính sách, nguồn lực để xây dựng hệ thống thông tin và dự báo thị trường lao động đa tầng từ địa phương cấp tỉnh, cấp vùng tới toàn quốc, đa lĩnh vực theo ngành nghề, có các cấp trình độ khác nhau, đa dạng hóa các nguồn tín dụng để thúc đẩy tạo việc làm mới, việc làm sáng tạo và chất lượng cao. Cần quan tâm tới việc dịch chuyển lao động, việc làm theo địa lý, địa bàn, đảm bảo có cơ cấu phân bổ lao động, việc làm hợp lý trên toàn quốc và có cơ chế khuyến khích hỗ trợ dịch chuyển lao động, hỗ trợ các địa bàn còn yếu kém, để đẩy mạnh liên kết thị trường, việc làm giữa các vùng trong nước, hình thành cơ chế kết nối cung cầu tự động giữa thị trường trong và ngoài nước.
và tạo việc làm ở khu vực nông thôn miền núi để người dân có thể làm việc tại quê hương với mức thu nhập ổn định để người lao động hạn chế phải xa quê hương. Về việc này thì chính phủ đã tổ chức hội nghị về nhà ở xã hội rồi mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ cho nhà ở xã hội cho công nhân, cho người thu nhập thấp đến năm 2030. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành chức năng và các địa phương cần đổi mới toàn diện hệ thống đào tạo, giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng thời cơ dân số vàng, phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo những kỹ năng ngoại ngữ, tính kỷ luật, kỷ cương để hội nhập với thị trường lao động thế giới, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học, đẩy mạnh đào tạo lại, đào tạo bổ sung, đào tạo tại doanh nghiệp để thu hút hiệu quả lao động tại chỗ nhằm giải quyết triệt để vấn đề thiếu hụt nhân lực cục bộ, vấn đề đứt gãy lao động phục vụ, phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 16 ngày 10 tháng 8 về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Năm 2023 sẽ diễn ra Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8. Để Đại hội Hội Nông dân các cấp đạt kết quả cao, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt những nhiệm vụ sau. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới. Xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn, tạo thuận lợi để nông dân chủ động tiếp cận thị trường, các nguồn lực, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, có chính sách đặc thù hỗ trợ nông dân nghèo, vùng khó khăn biên giới, hải đảo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân và cư dân nông thôn. Tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức hội nông dân các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đổi mới mạnh mẽ toàn diện, đồng bộ, nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội, khuyến khích hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Ban chấp hành Hội Nông dân các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của hội trong 5 năm qua, khẳng định những kết quả đạt được, nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, căn cứ tình hình thực tế, chủ trương, đường lối của Đảng và chức năng nhiệm vụ của hội để đề ra phương hướng công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới, bảo đảm phù hợp, sáng tạo, thiết thực, khả thi, khắc phục được những hạn chế yếu kém, góp phần nâng cao đời sống, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân. Công tác nhân sự phải bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, theo quy định của Đảng, Nhà nước và điều lệ của Hội Nông dân Việt Nam. Lựa chọn được những người có đủ điều kiện, năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác hội và phong trào nông dân. Xây dựng cơ quan lãnh đạo hội các cấp, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, người am hiểu nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cơ quan lãnh đạo hội. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ hội không đủ thời gian tái cử. Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi việc thực hiện chỉ thị này. Sáng nay tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào đã tổ chức hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, tham dự và chỉ đạo hội thảo. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào, đồng thời đánh giá cao và biểu dương sự hợp tác chặt chẽ giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào trong thời gian qua. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị hai đồng chí Tổng thư ký Quốc hội hai nước cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối chỉ đạo của hai đảng, cùng giáo dục và tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tới toàn thể cán bộ, công chức của hai văn phòng. Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào cần chọn lựa được những chủ đề cụ thể từ thực tiễn phục vụ và tham mưu cho Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đúc kết, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội hai nước, xứng đáng với trọng trách và niềm tin của cử tri nhân dân Lào và cử tri nhân dân Việt Nam.